Thưa quý vị, mạng xã hội gần đây lan truyền bài đăng về việc hai nữ sinh ở Hà Nội phát hiện camera quay lén trong phòng tắm nơi mình đang ở trọ. Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng sau vụ việc phát hiện camera quay lén người mẫu Châu Bùi và camera ẩn trong phòng trọ nữ sinh ở Hà Nội tuần trước. Vào ngày 3 tháng 7, Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang xác minh vụ phòng trọ bị tố lắp đặt camera quay lén trong phòng tắm nữ sinh. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho hay, ngày 30 tháng 6, hai nữ sinh thuê trọ tại phường Nghĩa Đô phát hiện một camera giấu kín trong ổ điện, hướng quay vào khu vực phòng tắm. Sau khi kiểm tra, hai cô gái thấy camera được đấu điện trực tiếp và vẫn hoạt động. Họ đã ở trọ tại đây khoảng 6 tháng. Sự việc sau đó được trình báo đến công an sở tại. Trước đó, tại quận Hà Đông, Hà Nội, ông N, chủ một khu nhà trọ ở phường Yên Nghĩa, đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì lắp đặt camera quay lén trong phòng tắm nhiều phòng trọ. Ông N đã xem trực tiếp hoặc lưu lại các hình ảnh video trên ứng dụng của camera, nhưng cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N có dấu hiệu thu thập trái phép luật thông tin cá nhân của người khác. Ngày 27 tháng 5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác với số tiền 12,5 triệu đồng. Và sau đây là những bình luận đáng chú ý về câu chuyện này. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Cần phạt thật nặng hành vi này, đưa lên hình sự. Nó có thể hủy hoại cả cuộc đời một con người. Đối với các cháu mới lớn sẽ bị sốc tâm lý cả đời. Chưa kể còn có thể làm điều dại dột. Cứ xử lý phạt hành chính như trường hợp ông Nghĩa ở Hà Đông thì còn nhiều vụ như thế này nữa. Xin hãy phổ biến việc mua thiết bị phát hiện camera giấu kín, nhất là với loại không phát tia hồng ngoại. Hành vi này cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù hoặc cho đi cải tạo sẽ khiến những kẻ biến thái này chùn tay, xã hội sẽ văn minh hơn. Xử phạt hành chính với những kẻ biến thái này là dung túng cho chúng tiếp tục làm việc xấu. Tội này nên sớm hình sự hóa, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc. Đây là hành vi xâm phạm tình dục, quấy rối tình dục, tàng trữ nội dung đồi trụy, xâm phạm quyền thân thể cá nhân, cần phải bị xử lý hình sự để răn đe, giáo dục. Mức phạt theo khung luật này chưa răn đe được hành vi. Ngày nay, thiết bị ghi hình lén bán tràn lan, rẻ bèo. Các thiết bị này luôn có server trên cloud. Nguy cơ các clip này sẽ bị phát tán kinh doanh ở nước ngoài mà đối tượng cố tình lắp đặt lại là người tiếp tay cho sự việc này. Nên đưa hành vi này vào khung phạt tù mới răn đe được. Vâng, thưa quý vị, tội phạm quay lén không phải là một vấn đề nhỏ. Các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc từng đau đầu với vấn nạn này. Nếu chúng ta không có chế tài mạnh và các giải pháp phù hợp, thì hiện tượng này sẽ còn phổ biến hơn nữa trong tương lai với sự phát triển như vũ bão của công nghệ và bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Liên quan đến vụ việc người mẫu Châu Bùi, trao đổi nhanh với phóng viên VTC, luật sư Hà Huy Phong thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng hành vi quay lén người khác trong phòng thay đồ là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội. Nếu phát tán những hình ảnh này gây hậu quả nghiêm trọng, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Là nếu như mà hành vi quay lén đó là những cái để phát tán những cái hình ảnh có tính gọi là khỏa thân chẳng hạn, như thế thì có thể gọi là phạt tán cái hình ảnh, những cái thông tin có tính đồi trụy thì người phát tán có thể bị xử phạt hành chính. Còn nếu như cái việc phát tán đấy là để cố tình làm nhục, bôi nhọ danh dự uy tín nhân phẩm người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái hành vi là làm nhục người khác. Quay lén, nghe lén không chỉ là hành vi biến thái, vi phạm đạo đức, mà đây còn là nguồn dữ liệu bán với giá cao trên chợ đen. Với gần 80 triệu người sử dụng Internet, hoạt động mua bán dữ liệu tại Việt Nam thời gian qua trở nên sôi động và tinh vi. Trong năm 2023, theo Bộ Công an, số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới hàng nghìn gigabyte dữ liệu, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm. Đối tượng có trình độ rất giỏi, đã viết ra những cái phần mềm chuyên dụng để khai thác, để thu thập trái phép cái thông tin dữ liệu cá nhân mà người dùng hoàn toàn không biết. Với cái trình độ của kỹ năng rất là cao thì các cái đối tượng có thể là tìm cách để che giấu thân phận rồi nó xóa dấu vết và gây ra những cái khó khăn thách thức cho lực lượng chức năng. Để hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã ban hành luật an ninh mạng 2018 gồm các quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân,
hay Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Trong đó, Điều 159 quy định về tội xâm phạm quyền bí mật, an toàn thư tín hoặc các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Mới đây, Nghị định số 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng chính thức có hiệu lực thi hành. Ban hành một cách toàn diện Nghị định 13 được coi là một bước đánh dấu rất là quan trọng trong lộ trình hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiệm cận với nội dung của pháp luật quốc tế. Khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu luật của các nước trong khu vực cộng đồng Trung châu Âu, của Anh, của Singapore, Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy vậy, với khả năng gây tổn hại nặng nề đến danh dự, tâm lý, tinh thần nạn nhân của loại tội phạm này, chỉ chờ xử phạt là quá muộn, được vạ thì má đã sưng. Theo các chuyên gia, một số cơ chế phòng ngừa đồng bộ, bao gồm việc áp dụng công nghệ phát hiện camera ẩn, siết chặt giám sát quy trình sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị camera, ý thức về bảo vệ thông tin cá nhân cần được tăng cường, song song với xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quyền bí mật, riêng tư theo các quy định của pháp luật thì mới có thể ngăn chặn hiệu quả các mối nguy, đảm bảo an toàn hơn cho người dân. Xin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Một nữ du khách 55 tuổi bị cây rừng đổ vào đầu tử vong khi đang trên đường vào thác K50 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng ở Gia Lai tham quan. Tai nạn hy hữu này không khỏi khiến cho những người dân địa phương càng thêm lo lắng. Vào sáng ngày 3 tháng 7, nữ du khách quê tỉnh Hà Nam cùng với chồng và nhóm bạn đến khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai để du lịch. Vào khoảng 9 giờ 30 phút, nhóm này thuê người dân trở vào thác K50 tham quan. Khi xe chạy đến dốc suối cát, cây rừng với đường kính hơn 20cm bị ngã đè trúng đầu bà Thanh. Sự cố khiến mũ bảo hiểm vỡ nát, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Thời điểm tai nạn xảy ra, thời tiết ở khu vực mưa to, gió khá lớn. Thác K50 hay thác Hang Én nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng là điểm du lịch nổi tiếng, cách trung tâm thành phố Pleiku hơn 150 km. Trước đây để đến được thác, du khách cần băng rừng khoảng 8 tiếng. Sau này có đường bê tông giúp xe máy vào gần chân thác, rút ngắn thời gian di chuyển. Thưa quý vị, sau hơn 3 ngày mất tích nghi bị lũ cuốn trôi, hai cháu bé Lý AP sinh năm 2014 và Lý AS sinh năm 2017, dân tộc Mông, cùng trú tại thôn Lao Hàng Trải, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, bất ngờ được tìm thấy. Thông tin khiến cho cộng đồng mạng không khỏi vui mừng. Không ít người đã tò mò không biết hai cháu đã sinh tồn như thế nào trong 3 ngày mất tích. Thưa quý vị, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều phụ huynh và học sinh bất ngờ trước ngưỡng trúng tuyển của trường Trung học Phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng. Trường năm nay lấy 23,75 điểm. Với công thức tính điểm xét tuyển là tổng văn và toán nhân hệ số 2 cộng với điểm ngoại ngữ, tối đa 50 điểm, thí sinh chỉ cần đạt 4,75 điểm một môn để trúng tuyển. Trong khi đó, 4 năm qua, điểm chuẩn của trường Đoàn kết tăng đều, luôn từ 7,2 điểm một môn trở lên, riêng năm ngoái lên tới 8, nằm trong top 20-30 cao nhất Hà Nội. Năm nay vì giảm tới hơn 16 điểm chuẩn, trường vào nhóm đội sổ. Câu chuyện về điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Năm nay quả thật là một năm bất ngờ khi mà nhiều hổ tướng cũng giảm điểm chuẩn như là trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông Việt Đức giảm 1,75 điểm so với năm trước, Trung học Phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm giảm 2,25 điểm, nhiều trường khác giảm từ 1 đến 3,75 điểm. Trong khi đó lại có những trường điểm chuẩn tăng đột biến như là trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, Trung học Phổ thông Bất Bạt cùng tăng 8 điểm. Tiếp theo là trường Trung học Phổ thông Ngọc Hồi tăng 5,75 điểm, Trung học Phổ thông Thọ Xuân tăng 5,25 điểm. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số bình luận nổi bật. Con mình 2K8 thì năm trước 38,25, trượt thẳng cẳng Đoàn kết nguyện vọng 1. Đúng là ngoài học lực ra thì cái gì cũng cần có may mắn, nên xem lại cách xét tuyển theo nguyện vọng và tìm ra cách khác phù hợp hơn. Con đầu của mình nghe tư vấn nên đăng ký Trần Phú, rồi cuối cùng đủ điểm tất cả các trường top. Đến con thứ hai mình chả nghe ai, cứ đăng ký Việt Đức và thừa 2 điểm. Riêng việc chọn trường là mình tự quyết thích thì cứ mạnh dạn để không phải tiếc. Do năm nay số học sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu nên gần như ai nguyện vọng 1 đều đỗ. Trường tuyển 675 học sinh sẽ có khoảng 650 bạn, điểm lớn hơn 35. Còn vài bạn sắp xỉ 30 và bạn thấp nhất là 23,75 nên điểm chuẩn công bố sẽ bằng điểm bạn thấp nhất nên chất lượng các bạn còn lại vẫn ổn. Đúng là thành bại do quyết định đăng ký nguyện vọng.
Đúng là như này có bất cập cho phụ huynh và học sinh trước khi đăng ký thi. Trước khi đăng ký thi thì các con đang có điểm 7 và 6 một môn, không ai dám đăng ký thi. Trong khi công bố điểm thì dưới trung bình cũng đỗ, thì nhiều con đáng nhẽ muốn vào trường học cho gần nhà hoặc đi lại tiện thì không dám đăng ký và lại đi xa học để đủ điểm. Xét theo năm trước để dự đoán, là phụ huynh của học sinh, tôi xin kiến nghị cho khung điểm dự kiến vào trường. Ví dụ trường A khung 37 đến 39 điểm thì đỗ, để học sinh có học lực bằng đó sẽ đăng ký được. Còn những con từ dưới 36 thì đăng ký trường B, chẳng hạn có khung từ 33 đến 36 thì như vậy gia đình và học sinh sẽ không hoang mang và hụt hẫng như thế này. Và trường cũng giữ được phong độ tuyển sinh và học sinh phân loại được. Năm nay rất nhiều trường top thương hiệu lấy điểm chuẩn thấp. Ngược lại, một số trường trung bình lại lấy điểm rất cao.